Ta-da, đúng là giấy đa năng các bạn nhờ, tiện lợi dã man ý. Tôi dùng để tách ngón chân đỡ bị chạm vào nhau. Có bạn nào bị mê màu đỏ giống tôi không? Thật sự là cái màu đỏ này quá là xinh luôn. Da ngăm ý thì đừng lo nha, sơn màu này đi thật sự là nó sáng da dã man luôn. Đó, tôi sẽ sơn các màu đỏ ở các ngón này và chừa lại cái ngón cái và ngón áp út. Sau đấy sẽ trải gel nhũ siêu sáng lên nha. Trải ngón cái và ngón áp út này, điểm ấy cho nó xinh. Sau đấy thì sẽ sử dụng một chút gel đính đá. Tôi đính đá chân bằng nha. Đá này là màu vàng trà, ở Shopee và Fanpage của tôi cũng có luôn nha. Các bà có thể tham khảo cái màu này nha. Có rất là nhiều màu luôn. Đấy, đính lên sáng chân dã man luôn ý. Nhớ là đi keo đính đá nhá, để cho đá nó bền nhá. Rồi ôi, cái đá nó bao sáng bao